Chúng sinh nhờ quang minh của Phật tiếp dẫn mà lìa khổ được vui, thẳng đến bờ kia đắc được giải thoát. Trăm ngàn vạn kiếp các cõi Phật trong một sát na đều hiện rõ, phóng quang hóa độ khắp hết thầy, tỉ ma vui khen cảnh giới này. Trăm ngàn vạn kiếp các cõi Phật, thời gian trăm ngàn vạn kiếp rất dài, Phật ở trong vô lượng các cõi Phật, thành Phật giáo hóa chúng sinh mà không ngừng nghỉ. Trong một sát na đều hiện rõ, Thời gian rất ngắn trong một sát na, Phật làm cho thời gian dài vô lượng kiếp và vô lượng các cõi Phật đều hiện ra. Do đó, thù vô lượng kiếp là một niệm, kéo dài một niệm làm vô lượng kiếp. Mười phương các cõi Phật hiện ở trong một hạt bụi, đó là cảnh giới. Nhỏ dùng được lớn, lớn vào được nhỏ, lớn nhỏ vô ngại, một nhiều vô ngại. Đạo lý này chẳng phải một số người phàm phu hiểu biết được. Khi người khai mở ngũ nhãn rồi, thì thấy sự việc rõ ràng là cảnh giới bình đẳng, chẳng có gì kỳ lạ hết. Phóng quang hóa độ khắp hết thầy. Phật phóng quang minh chiếu soi tất cả chúng sinh, hóa độ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được quang minh của Phật gia bị, bỏ mê về giác. Quang minh của Phật đến khắp cùng mười phương, chẳng có chỗ nào mà không chiếu đến. Tỷ ma vui khen cảnh giới này, cảnh giới môn giải thoát này vị tỳ ma a tu la vương vui mừng khen ngợi cảnh giới như lai chẳng ai bằng đủ thứ pháp môn thường lợi ích chúng sinh có khổ khiến diệt trừ xảo thuật la vương thấy môn này cảnh giới như lai chẳng ai bằng Cảnh giới của Như Lai và cảnh giới của bất cứ ai đều hoàn toàn khác nhau. Cảnh giới của Như Lai không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời bàn luận. Cảnh giới của bất cứ ai cũng không thể so sánh được cũng không thể đồng được. Cảnh giới của Phật là độc nhất vô nhị, thủ thắng nhất, đặc biệt nhất. Đủ thứ pháp môn thường lợi ích, Phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cải tà quy tránh. Phật thấy tất cả chúng sinh với Phật không hài không khác. Tại sao? Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật. Quá khứ không làm Phật thì hiện tại có thể làm Phật. Hiện tại không thể làm Phật thì vị lai sẽ làm Phật. Tóm lại sẽ có một ngày làm Phật, xong chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Phật giáo là nhân giáo, là tôn giáo của tất cả mọi người. Phật giáo còn là chúng sinh giáo, là tôn giáo của tất cả chúng sinh. Cho nên Đức Phật mới nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật. Phạm là động vật có huyết khí, đều gọi là chúng sinh. Đã là chúng sinh thì đều có Phật tánh. Phật tánh tức là tự tánh, tức là chân như tự tánh, tức là tánh như lai tạng, tức là tánh đại quang minh tạng, tức là thật tánh viên thành. Tóm lại tức là tự tánh tầm thành tịnh, tánh giác ngộ. Có người nói, tôi không cần cái Phật tánh này, bỏ nó đi cho rồi. Nhưng bỏ chẳng được, vì bạn là chúng sinh, chẳng cách chi tách Phật tánh ra, cho nên bỏ chẳng đặng Phật tánh vốn có sẵn. Nói về Phật giáo, bất cứ bạn tin hay không tin Phật, đều là Phật giáo đồ. Chỉ bất quá bạn tin Phật thì gần Phật một chút, bạn không tin Phật thì xa Phật một chút. Chẳng phải Phật gần bạn là bạn gần Phật, cũng chẳng phải Phật xa bạn mà là bạn xa Phật. Cho nên nói tin hoặc không tin đều là Phật giáo đồ, đều có Phật tánh, sớm muộn đều sẽ thành Phật. Phật giáo bao quát tánh pháp giới, bao quát toàn nhân loại, bao quát mọi loài chúng sinh, hết thầy tất cả đều ở trong Phật giáo. Bạn không tin Phật giáo cũng là Phật giáo đồ, vì bạn không chạy ra khỏi ngoài pháp giới. Phật giáo là tận hư không khắp pháp giới, rộng chẳng có bờ mé, không phàm.